Nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc đoạn qua địa bàn xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, hiện nay nhân dân trong xã đang tích cực hiến đất làm đường, hành lang đê. Với tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau, ngay sau khi được tuyên truyền về kế hoạch làm tuyến đường hành lang đê đi qua nhà mình, gia đình bà Lê Thị Thu ở thôn Thị Sang đã nhất trí hiến 209m2 đất thổ cư, phá rỡ 30m tường rào, cắt bỏ hơn 30 cây cam và nhãn đang trong độ tuổi thu hoạch để nhanh chóng bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Làm cái đê này rất hợp lý cho dân chúng tôi, để một là đi lại dân sinh cho đi lại, hai nữa là để chúng tôi yên tâm sản xuất. Cho nên là gia đình chúng tôi hiến đất, kể cả hiến 209m cho đến 500 gia đình tôi cũng vẫn hiến. Và cũng động viên nhiều gia đình khác là cũng hiến như chúng tôi. Dự án xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc đoạn qua địa bàn xã Nguyên Hòa có tổng chiều dài 2,7 km. Việc giải phóng mặt bằng để làm đường hành lang đê có chiều rộng 7 mét, hoàn toàn không có kinh phí đền bù hỗ trợ. Để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, thời gian qua chính quyền các thôn La Tiến, Thị Tang và xã Nguyên Hòa đã rất kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất và các tài sản trên đất. Thời điểm này đã có 35 hộ dân hiến trên 2.500m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp. Nhiều hộ thì người ta cũng hết nhiều diện tích lắm, vẫn còn mong muốn là cái sự đền bù này, hỗ trợ này. Thì cái biện pháp chính là ban lãnh đạo thôn cứ xác định là không bỏ cuộc. Mưa dầm thấm lâu, tuyên truyền vận động dùng người nhà, người thân, che nhỏ các cuộc vận động ra để cho nhân dân nghe dần, quyết tâm làm được cái tuyến đường này. Xã cũng xác định đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng và cũng là một cái lợi thế để cho xã Nguyên Hòa phát triển về bà con phát triển kinh tế, và cũng là để mà chúng tôi cũng là một cái tiêu chí để chúng tôi về đích nông thôn mới của mẫu. Tuyến đường hành lang đê sớm được hoàn thiện không chỉ làm cho cơ đê thêm chắc chắn, đảm bảo việc chống lũ, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê, mà việc giao thông đi lại và tiêu thụ nông sản của bà con nông dân nơi đây cũng thuận lợi hơn.